diệu sáng tỏa kỳ viên đến nơi Phật ngự trần để thế tôn rồi đứng một bên cung kính bên phân bằng lời kể rằng chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh thăng tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài bi bi mạn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ ác thân cần bất trí hiền cũng nhường mong tôn đức phúc lành cao thượng ở trụ sư thiên thọ công đức hương trước làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo huân liền hồng tâm nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng hiểu thuận bằng sinh thành chăm sông vợ và con sông bằng nghề lương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh là nguyên thuộc hành vi không nói lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dục tánh thương hóa thương yết kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sở hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nam mô Bụt Tha dạ. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con kính tri ân sư. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ 6 ngày 3 tháng 4 năm 2020, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. Bài 92, Kinh Sê-la Sư-ta, từ câu 952 đến 955, sẽ được Đại Đức Pháp. Dạ, con xin sám hối với Đạo Tràng. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Thành kính đảnh lễ cung thỉnh thường tọa minh hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo nam mô bích tha giá con kính nhân bích tranh sư nhất tâm đảnh lễ đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn.
Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân, thường tọa minh hạnh đã từ bi hoan hỷ. Đọc kinh lễ bái Tam Bảo, Nam Mô Bích Tha Giá, dạ cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngày Tỳ Siêu, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tư nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. Bài 92, Kinh Sela Sutta, từ câu 952 đến 955, sẽ được Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ, cung tích. Dạ, con xin sám hối. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ, cung thỉnh Ngài Tệ Siêu, từ bi giảng nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, dạ, Ngài nghe được âm thanh con kính nhân mình đến Ngài ạ. Quý vị có nghe được chúng tôi nói chuyện không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Thượng tọa Nhật Đạo, tọa Minh Hạnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thiện văn liệt đức Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Trong một loạt kinh từ bài 90 cho đến những bài kinh sau này, chúng ta chỉ nói về những cái câu chuyện của các vị Bà La Môn. Đức Phật, các vị đã đến để tìm hiểu Đức Phật, và cuối cùng họ đã quy y Tam Bảo hoặc là họ đi xuất gia, và duyên lành sẵn có nên tất cả họ đều chứng được đạo quả ngay trong kiếp hiện tại, cho thấy rằng cái thời giáo pháp được cực thịnh là cái thời mà Đức Thế Tôn đang hoằng pháp. Và những ai có đủ cơ duyên từ ở trong quá khứ, ngay trong hiện tại này họ sanh nhầm cái thời kỳ có vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện, có giáo pháp được khéo thuyết, và do đó họ chỉ cần
khởi lên niềm tin nơi Đức Phật, không có tâm chống đối với Đức Phật, và sẵn sàng để lắng tai nghe thì họ sẽ chứng ngộ. Nhưng ở đây với vị Bà La Môn Xê Lát thì ông ta đặc biệt hơn các vị Bà La Môn khác, không có hỏi Đức Phật nhiều, và Đức Phật chỉ trả lời cho ông ta chỉ bằng những cái vần kệ. Ông ta nghe xong thì ông ta đã xuất gia. Bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh Xê Lát, một vị Bà La Môn. Thân quen với một bệnh tóc Xê Lý Giá. Bài học này sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải, vị giảng sư trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh, và sau đó xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy. Nhà sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ cảm ơn Hoa Nguyệt cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc chánh kinh nào. 92. Kinh Xê Lá, Xê Lá Xuất Tá. Bà La Môn Xê Lá là một người uyên bác. Kinh điển Vê Đà. Trong một lần viếng thăm trú xứ của một tu sĩ Bà La Môn tên Kê Ni Giá, có ấn tượng mạnh mẽ về sự trang trọng to lớn trong cách vị này chuẩn bị đón tiếp cúng dường Đức Phật. Và được biết vậy, Bà La Môn Xê Lá mang theo 300 đệ tử đồ chúng đến diện kiến Đức Phật. Lần thứ hai, Bà La Môn Xê Lá lại có ấn tượng sâu sắc về Đại Trượng Phu tướng nơi Đức Phật. Xê Lá là một bậc thông tuệ và đầy đủ duyên lành. Do vậy, chỉ sau vài câu vấn đáp ngắn gọn đã cùng đồ chúng xuất gia theo Đức Phật. Một cuộc cúng dường vô cùng trọng thể. Dạ, cảm ơn Châu Phan. Kê Ni Giá là một tu sĩ Bà La Môn có gia đình và hưởng thụ dục lạc trong sự giàu có sang trọng. Những tu sĩ này thường được coi là Chát Tí Lá vì bệnh tóc, hai để tóc đành. Khi vị này gặp được Đức Phật và Chư Tăng cảm nhận ngay sự cao quý của những bậc thật sự thoát tục. Đã ba lần cầu thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về trú xứ của mình để thọ trai. Với sự chuẩn bị vô cùng trọng thể của vị này đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho một tu sĩ Bà La Môn khác tên Xê Lá. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn du hành ở Anguttara cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị và đi đến một thị trấn của Anguttara tên là Abana. Dạ không sao, Phong Lan cứ tiếp tục, Nhật Quỳnh đọc trong email được. Bệnh tóc Kê Ni Giá được nghe Sa Môn Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ Sách Giá, du hành ở Anguttara cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị và đã đến
Abana, tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Gotama được khởi lên. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà lã môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch, tốt đẹp, thay cho sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi bệnh tật Khê Ni Giá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp thoại khai thị cho bệnh tật Khê Ni Giá đang ngồi một bên khích lệ. Làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, bệnh tật Khê Ni Giá sau khi được Thế Tôn với pháp thoại khai thị khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn. Mong tôn giả Gotama nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng tỳ kheo. Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với bệnh Kê Ni Giá. Này Kê Ni Giá, chúng tỳ kheo rất lớn, 100,000. Đến 1250 vị tỷ kheo, và ông có lòng tín thành với các bà la môn. Lần thứ hai, bệnh tóc Kê Ni Giá bạch Thế Tôn. Thưa tôn giả Gotama, dầu chúng tỷ kheo rất lớn, đến 1250 tỷ kheo, và dầu con có lòng tín thành với các bà la môn, mong tôn giả Gotama nhận lời mời của con. Ngày mai dùng cơm với chúng tỳ kheo. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với bệnh tật Kê Ni Giá. Này Kê Ni Giá, chúng tỳ kheo rất lớn, đến 1250 tỳ kheo, và ông có lòng tín thành với các bà la môn. Lần thứ ba, bệnh tật Kê Ni Giá bạch Thế Tôn. Thưa tôn giả Gotama, dầu chúng tỳ kheo rất lớn, đến 1250 tỳ kheo, và dầu con có lòng tín thành với các vị bà la môn, tôn giả Gotama nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời bệnh tóc Kê Ni Giá. Sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến tinh xá của mình. Sau khi đến, liền bảo các thân hữu, bà con quyết thống. Quý vị thân hữu, bà con quyết thống, hãy nghe tôi. Sa môn Gotama đã được tôi mời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. Vậy quý vị hãy tự thân giúp việc cho tôi. Thưa vâng, tôn giả. Các thân hữu bà con huyết thống của bệnh tóc Kê Ni Giá vân đáp bệnh tóc Kê Ni Giá. Có người thời đào hố làm lò nấu, có người bữa củi, có người rửa chén bát, có người sắp đặt ghè nước, có người sửa soạn ghế ngồi, còn bệnh tóc Kê Ni Giá tự mình dựng lên một dàn hoa hình tròn, manh đá, lá, ma lá. Lúc bấy giờ bà La Môn Xê Lá trú tại Á Ba Na, vị này tinh thông ba tập Vê Đà, với tự vựng lễ nghi ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu phận thế luận và đại nhân tướng, vị này chú thuật manh tá cho 300 thanh niên bà la môn.
Lúc bấy giờ Bệnh Tóc Kê Ní Giá có lòng tín thành với Bà La Môn Xê Lá. Rồi Bà La Môn Xê Lá với 300 thanh niên Bà La Môn vây quanh tản bộ du hành đi đến tinh xá của Bệnh Tóc Kê Ní Giá. Bà La Môn Xê Lá thấy tại tinh xá của Bệnh Tóc Kê Ní Giá có người thời đào hố làm lò nấu, có người bữa củi, có người rửa chén bát, có người sắp đặt ghè nước, có người sửa soạn ghế ngồi. Còn Bệnh Tóc Kê Ní Giá tự mình dựng lên một dàn hoa hình tròn. Thấy vậy, Bà La Môn Xê Lá bèn nói với Bệnh Tóc Kê Ní Giá: có phải Bệnh Tóc Kê Ní Giá sẽ rước dâu hay sẽ đưa dâu? Hai một đại tế đàn được chuẩn bị, hai vua Xê Ní Giá Bimbisara nước Magantha được mời ngày mai với cả binh lực. Thưa tôn giả Xê Lá, tôi không có rước dâu, cũng không đưa dâu. Vua Xê Ní Giá Bimbisara nước Magantha không có được mời ngày mai với cả binh lực. Nhưng tôi chuẩn bị một đại tế đàn Sa Môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Sát Gia, du hành ở Anh Guttarabha cùng với đại chúng tỷ kheo 1250 vị và đã đến Abana. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Gotama được khởi lên. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị ấy được con mời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. 953. Từ âm thanh huyền diệu đến tôn nhan của bậc đại trưởng phu. Vốn có căn lành đầy đủ, khi tu sĩ Bà La Môn Xê Lá nghe đến từ Bụt Thá Đức Phật, trong lòng dâng lên cảm giác quý kính khôn cùng. Đến khi được diện kiến thấy được đại trưởng phu tướng của Phật thì bội phần hoan hỷ. Tôn giả Kê Nhá: có phải ông nói Đức Phật? Tôn giả Xê Lá: vâng, tôi nói Đức Phật. Tôn giả Kê Ní Giá: có phải ông nói Đức Phật? Tôn giả Xê Lá: vâng, tôi nói Đức Phật. Rồi tôn giả Bà La Môn Xê Lá suy nghĩ: chỉ một âm thanh Đức Phật này cũng khó tìm được trong đời. Theo thánh điển của chúng ta được truyền lại về 32 đại nhân tướng. Những ai có 32 tướng ấy sẽ chọn một trong hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu là tại gia, sẽ thành vị chuyển luân thánh vương chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ 7 món báo. 7 món báo này là xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, ngọc báo, cư sĩ báo, và thứ 7 là tướng quân báo. Và vị này có hơn 1000 con trai, là những vị anh hùng oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị này sống thống lãnh quả đất cùng tận cho đến đại vương, cho đến đại dương, và trị vì với chánh pháp, không dùng gậy, không dùng đao. Nếu vị này xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán, chánh đẳng giác, quét sạch mê lầm ở đời. Và ông ta nói: này tôn giả Kê Ni Giá, nay tôn giả Gotama ấy
bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy trú ở đâu? Khi nghe nói vậy, Bệnh Tóc Kê Ni Giá duỗi cánh tay mặt nói với bà La Môn Xê Lá: Tôn giả Xê Lá tại ngôi rừng xanh kia. Rồi bà La Môn Xê Lá với 300 thanh niên đi đến Thế Tôn. Bà La Môn bảo những thanh niên ấy: Quý vị hãy đến một cách im lặng, đặt chân xuống từng bước một. Các bậc Thế Tôn ấy như con sư tử sống một mình, rất khó đến gần. Hai ưa thích an tịnh, Đú Ra Xá Đá. Nếu ta có thảo luận với Sa Môn Gotama, chư tôn giả chớ ngắt lời ta, chư tôn giả hãy chờ ta nói xong. Rồi bà La Môn Xê Lá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, bà La Môn Xê Lá tìm xem 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Bà La Môn Xê Lá thấy phần lớn 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. Đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, bà La Môn Xê Lá này thấy trên thân ta phần lớn 32 đại nhân tướng trừ hai tướng. Đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Thế rồi, liền dùng thần thông khiến bà La Môn Xê Lá thấy được tướng mã âm tàn của Đức Thế Tôn. Và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi le khắp cả vùng trán. 954. Sự vĩ đại và cao quý của bậc chánh đẳng giác là một bát lãng kinh điển Vê Đá và có văn tài. Xê Lá đã cùng những kệ ngôn để tán thán và hỏi pháp Đức Phật đáp lại với bằng những lời gáthá. Rồi bà La Môn Xê Lá suy nghĩ, Sa Môn Gotama thành tựu 32 đại nhân tướng một cách đầy đủ. Không phải không đầy đủ, nhưng ta chưa biết vị ấy là Phật hay không phải Phật. Tuy vậy, ta có nghe các vị Bà La Môn niên cao lập lớn, các bậc tôn sư, đại tôn sư nói như sau: Các Thế Tôn ấy, những bậc A-la-hán chánh đẳng giác, khi những lời tán thán của những bậc ấy được nói đến, các bậc ấy tự hiện hình ra. Vậy ta hãy trước mặt Thế Tôn tán thán những bài kệ xứng đáng. Rồi bà La Môn Xê Lá tán thán trước mặt Sa Môn Gotama những bài kệ xứng đáng như sau: Thân tròn đủ chói sáng, khéo xanh và đẹp đẽ, Thế Tôn sắc vàng chói, răng trơn láng, tinh cần. Đối với người khéo xanh, những quán tượng, những tướng tốt trang trọng đều có trên thân Ngài. Tất cả đại nhân tướng, mắt sáng, mặt tròn đầy, cân đối thẳng hoàn mỹ. Giữa chúng Sa Môn Tăng, Ngài chói như mặt trời, đẹp mắt vị tỷ kheo. Da sáng như vàng chói, với hạnh Sa Môn Ngài, cần gì sắc tối thượng, Ngài xứng bậc đại vương, chuyển lưng bậc biểu ngự, chiến thắng khắp thiên hạ.
bậc tối thượng Diêm Phù, vương tộc Hào Phú Vương. Vương tộc Hào Phú Vương là chư hầu của Ngài, là vua giữa các vua, là giáo chủ loài người hải trị vì quốc độ. Tôn giả Gotama Thế Tôn liền trả lời: Xê Lá, ta là vua, bậc Pháp Vương vô thượng, ta chuyển bánh xe Pháp, bánh xe chưa từng chuyển. Xê Lá, Ngài tự nhận giác giả. Xê Lá lại hỏi thêm: Bậc Pháp Vương vô thượng, ta chuyển bánh xe Pháp. Ngài trả lời như vậy. Tôn giả Gotama: Ai sẽ là tướng quân? Là tôn giả đệ tử, vì đệ tử tính thành, xứng đáng bậc đạo sư. Sao Ngài ai sẽ chuyển? Pháp Luân Ngài đã chuyển. Thế Tôn: Này Xê Lá, ta chuyển bánh xe Pháp. Bánh xe Pháp vô thượng, chính Sariputta chuyển bánh xe chánh Pháp, thừa tự Như Lai vị. Cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu, cần bỏ ta đã bỏ, do vậy ta là Phật. Ôi tôn giả Phạm Chí, còn gì nghi ở ta, hãy gác bỏ một bên, hãy giải thoát khỏi chúng. Ôi tôn giả Phạm Chí, thấy được bậc chánh giác. Thật thiên nan vạn nan, bậc chánh giác ra đời. Thật thiên nan vạn nan, ta là bậc chánh giác, bậc Y Vương vô thượng. Ôi tôn giả Phạm Chí, là Phạm Thiên khó sanh, nhiếp phục các ma quân, hàng phục mọi đối nghịch. Ta sống tâm hoan hỷ, không sợ hãi một ai, không từ đâu run sợ. Xê Lá, chư tôn giả hãy nghe. Như bậc có mắt dạng, bậc Y Vương anh hùng, sư tử rống từng sâu, sư tử rống rừng sâu. Thấy Phạm Thiên vô tỷ, nhiếp ma phục, nhiếp phục các ma quân, ai lại không tính thành cho đến kẻ hạ tiện. Ai muốn hãy theo ta, không muốn hãy ra đi. Ở đây ta xuất gia, bậc trí tuệ tối thượng. Các bà la môn, nếu tôn giả tính thành giáo pháp bậc chánh giác, chúng con cũng xuất gia, bậc trí tuệ tối thượng. Xê Lá, 300 Phạm Chí ấy chắp tay xin được phép, chúng con sống phạm hạnh do Thế Tôn lãnh đạo. Thế Tôn đáp: Này Xê Lá, phạm hạnh được khéo giảng, thiết thực ngay hiện tại, vượt khỏi thời gian tính. Ở đây sự xuất gia không uổng công hoang phí, với ai không vật tinh tấn chuyên tu hành. 950. Đã gặp được Phật thì một lòng theo Phật. Dù rằng pháp hội của Đức Phật không dài, nhưng đủ để Xê Lá cùng đồ chúng xuất gia theo Phật, để rồi sau này trở thành một thánh đệ tử. Bà La Môn Xê Lá cùng với hội chúng được xuất gia với sự lãnh đạo Thế Tôn, được thọ đại giới. Rồi Sa Môn Kê Ni Giá sau đêm ấy tại tinh xá của mình, sau khi cho sửa soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm xong, liền báo thời giờ đến Thế Tôn. Tôn giả Gotama, đã đến giờ, cơm đã sửa soạn xong. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến tinh xá của bệnh tóc Kê Ni Giá. Sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng tỳ kheo. Rồi bệnh tóc Kê Ni Giá sau khi tự tay mời chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm. Rồi bệnh tóc Kê Ni Giá sau khi Thế Tôn ăn xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên.
Thế Tôn nói với Bệnh Tóc Kê Ni Giá lời tùy hỷ công đức với những bài kệ sau đây. Tế đàn là tối thượng trong các lễ tế lửa. Sao Vít Tý là tối thượng giữa bài thơ Vê Đá. Vua là bậc tối thượng giữa thế giới loài người. Đại dương là tối thượng giữa các loại sông ngòi. Mặt trăng là tối thượng giữa các vì sao sáng. Chúng tăng thật tối thượng với những ai bố thí. Tâm mong ước nguyện cầu gặt hái nhiều công đức. Thế Tôn sau khi dùng bài kệ nói lên những lời tùy hỷ công đức với Bệnh Tóc Kê Ni Giá, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Tôn giả Xê Lá với hội chúng sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu Tôn giả chứng được mục đích tối cao mà các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh, ngay trong hiện tại tự chứng đạt và an trú. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác. Vị này biết như vậy là vị này biết như vậy và Tôn giả Xê Lá với hội chúng trở thành các vị A La Hán. Rồi Tôn giả Xê Lá với hội chúng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và đọc lên Thế Tôn bài kệ sau đây. Kính bậc, bậc Pháp Nhãn, cách đây trước 8 ngày, chúng con đã đến ngài xin phát nguyện quy y. Thế Tôn trong 7 đêm đã nhiếp phục chúng con, đã chớ ngự chúng con trong giáo lý của ngài. Ngài là bậc giác giả, ngài là bậc đạo sư, ngài là bậc mâu ni, đã chiến thắng quần ma. Sau khi ngài đoạn trừ, vượt qua biển sanh tử, ngài giúp quần sanh này cùng vượt qua bể khổ. Sanh y ngài vượt qua, đậu hoặc ngài nghiền nát. Ngài là sư tử chúa, không chấp không sợ hãi. 300 tỷ kheo này đồng chập tay đứng thẳng. Ôi anh hùng chiến thắng, hãy duỗi chân bước tới, hãy để các đại nhân đảnh lễ bậc đạo sư. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bài chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thầy Đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, kính dân Bích Thánh Sư ạ. Sa thú lành thay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần dẫn nhập và đọc chánh văn, chúng ta thấy rằng ta đã biết rằng ngày hôm nay chúng ta học được thêm một cái bài kinh nữa ở trong giáo trình Trung Bộ Kinh. Bài kinh này có tên là Xê Lá. Xê Lá ở đây là do lấy tên của một cái vị Bà La Môn. Mà cái vị Bà La Môn tên Xê Lá này nè là một cái vị Bà La Môn rất là uyên bác về kinh Vệ Đà. Thì cái duyên sự là trong một cái lần để mà viếng thăm trú xứ của một cái vị tu sĩ Bà La Môn tên là Kê Ni Giá. Thì lúc mà viếng thăm như vậy đó, vị này có một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ về cái sự trang trọng mà lo chuẩn bị đón Đức Phật và Chư Tăng. Cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng
là do đâu mà có cái bạn, do đâu mà có cái sự kiện này quý vị? Có nghĩa là Bà La Môn với Bà La Môn đi đến để mà thăm hỏi nhau, nhưng mà không ngờ khi mà đi đến lại gặp cái người bạn đạo của mình đang chuẩn bị một cái buổi tiệc rất là lớn. Thành ra đó cái vị này mới nghĩ rằng chắc có lẽ rằng mà bạn của mình, người đồng đạo của mình là chuẩn bị làm một cái lễ gì đó, lễ cưới, lễ hỏi hay là đón đức vua gì đó. Nhưng mà cuối cùng thì không phải, là do đón Đức Phật cùng với chư tăng. Thì đó là một cái cách mà cúng dường của những người, của những cái vị mà có đức tin, nhất là đức tin về ba ngôi tam bảo do Đức Phật dẫn đầu. Vậy thì cái cuộc cúng dường này đó nó vô cùng trọng thể là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái vị tu sĩ Bà La Môn tên là Kê Ní Giá là một cái người mà theo cái đạo mà gọi là đạo Chatila, đạo Chatila là cái đạo bệnh tóc, là cái đạo mà người ta để những cái búi tóc là rất là cao. Cái điều này khi mà chúng tôi đọc ở trong kinh điển thì chúng tôi không có hình dung ra được. Nhưng mà những cái năm tháng mà được đi qua Ấn Độ đó thì chúng tôi còn gặp được hết những người này quý vị. Có nghĩa là cái đạo bệnh tóc cũng còn, rồi cái đạo mà thờ lửa cũng còn, rồi cái đạo lõ thể cũng còn quý vị. Mà ở đây sẵn chúng tôi cũng chia sẻ đến quý vị, quý vị thấy mình đọc ở trong kinh điển những cái đạo này đó, mình tưởng rằng là ngày xưa mới có, ngày nay không còn, nhưng mà thật ra đó thì ngày nay vẫn còn quý vị. Có lần chúng tôi đi trong một cái đoàn có Phật tử Nhật Quỳnh đi theo, quý vị biết rằng các vị sư đi ở ngoài đường vậy đó thì cũng không có ai nhường đường, hoặc là không có ai đến cúng dường một cái chai nước. Dù rằng là mình đi qua cái xứ Ấn Độ là đối với cái người Việt Nam mình là bố thí cúng dường rất là nhiều quý vị, nhưng mà mình đi qua bên đó không có ai mà người ta đến người ta cúng mình một chai nước, chỉ trừ ra những Phật tử thôi, những Phật tử thường hành thôi. Còn khi mà cái đạo lõ thể mà xuất hiện, quý vị biết không, già trẻ lớn bé người nào cũng vậy, quỳ xuống đảnh lễ, người ta làm rất là cung kính. Nhiều khi mình ngạc nhiên, luôn đó quý vị. Thành ra do vậy mà chúng ta đọc ở trong kinh điển, chúng ta thấy rằng là đạo lõ thể, đạo thờ lửa, đạo bệnh tóc, đạo gì ở bên đó cũng vẫn còn, còn rất là nhiều, mà nhìn rất là ớn. Thật sự ra đó, chúng tôi nghĩ rằng là do mình có cái duyên, mình có cái duyên lành gì đó. Thành ra quý vị thấy mình là mình không có ưng ý rồi, mình không có chạy vô, mình không có đi đến được rồi, không bao giờ mà mình đứng đến mình nhìn hết. Thì quay trở lại với cái bài kinh này đó, thì quý vị thấy rằng cái vị tu sĩ Bà La Môn Kê Ní Giá này nè, là cái vị mà coi như là xuất thân từ một cái gia đình cũng rất là giàu có, cái vị này được hưởng thụ các cái dục lạc trong cái sự mà sang trọng, giàu có. Nhưng mà cái vị này là có một cái niềm tin nơi Đức Phật quý vị. Tuy rằng tu theo cái đạo Chatila là cái đạo mà bệnh tóc, nhưng mà nghe nói đến Đức Phật là cái vị này là coi như là rất là hoan hỷ. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái phần chánh văn á, khi mà nói đến cái vị mà Kê Ní Giá này á, là coi như là vừa gặp Đức Phật là tán thán Đức Phật liền, một cách cung kính, tán thán Đức Thế Tôn là bậc A La Hán, bậc chánh đẳng chánh giác, minh hạnh túc thiện thể vân vân. Cái vị này coi như là có bao nhiêu là đem ra tán thán bao nhiêu hết, không giữ lại. Có nghĩa là quý vị thấy rằng trong cái trường hợp này là cũng có lúc mà chúng ta học ở trong Tăng Chi Kinh tán thán những người đáng tán thán, tán thán những người đáng tán thán.
Thành ra chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, tuy rằng cái vị này là tu ở theo ngoại đạo, nhưng Phật là không tiếc một lời nào để mà tán thán về Ngài. Đó, rồi khi mà tán thán xong rồi đó, rồi cái vị này đã có những cái lời hỏi thăm Đức Phật đó. Thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật cũng thuyết pháp để mà khai thị làm cho cái vị Bà La Môn Kê Ni Giá này có cái sự hoan hỷ. Thì khi mà nghe pháp rồi á, quý vị thấy rằng cái điểm này cũng rất là hay. Có nghĩa là khi mà nghe pháp rồi á, thì cái vị Kê Ni Giá này mới bạch Đức Thế Tôn: Ngày mai con thỉnh Đức Phật với Chư Tăng đến nhà con để mà dùng cây tăng. Có nghĩa là dùng cơm á, cúng dường cơm á quý vị. Thì Đức Phật nói là Đức Phật là đang đi với 1250 vị tỷ kheo lắng. Thì cái vị này mới nói rằng dạ, ngày mai con thỉnh Đức Phật với Chư Tăng đến. Đó, thì lúc đó Đức Phật lại nói thêm lần thứ hai nữa: trong Chư Tăng đi là có 1250 vị đi theo nữa. Thì vị này cũng dạ bạch Đức Thế Tôn, con thỉnh Đức Thế Tôn với Chư Tăng đến. Thì Đức Phật nói lên ba lần như vậy. Khi mà nói lên ba lần như vậy đó, thì cái vị này cũng nhận lời. Có nghĩa là nhận lời mà quý vị biết rằng là với một cái lòng thành tín, một cái tâm rất là tịnh tín quý vị. Đó, thì lúc đó Đức Phật đã nhận lời của cái vị này là ngày mai đi đến đó để mà thọ thực vào buổi trưa. Thì khi mà thỉnh được Đức Phật với Chư Tăng rồi á, quý vị biết rằng cái vị Bà La Môn Kê Ni Giá này nè, coi như là về tập trung quyến thuộc mình hết, gia nhân quyến thuộc, con cháu hay là đệ tử hay là cái gì, coi như là tập trung lại hết để chi quý vị, để mà nấu nướng, coi như là người nào làm công việc được việc nào thì làm cái việc đó. Quý vị thấy rằng ở cái chỗ này cũng cho chúng ta thấy một cái điều là tại sao mà ở trên đời này có những người có tài sản mà sống một mình, có nghĩa là ít quyến thuộc, rồi có những người có tài sản nhiều và cũng có quyến thuộc nhiều nữa. Ở cái chỗ này là quý vị thấy rằng là tại sao vậy quý vị? Những người nào mà khi mà bố thí có rủ người khác để chung hùng, để cộng sự, thì những người đó sau khi sanh lại làm người đó, nếu mà được sanh lại làm người, thì cái người đó vừa có nhiều tài sản và có quyến thuộc đông. Có những người ta nói là quyến thuộc đông cãi giả nó mệt, nó khổ, nó đủ thứ chuyện. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái điều này là tại vì mình học chưa tới. Chứ nếu mà những người nào mà quyến, những cái người nào mà hùng phước chung với mình mà người ta có giữ giới trong khi đó, rồi đồng tâm người ta quan hỷ trong cái chuyện cúng dường, dù cho mình hùng nhiều hay là hùng ít, hoặc là những người mà làm công luôn đó, quý vị thấy trong đệ tử của bà Quý Sa Kha, ngài Mục Kiền Liên, ngài hỏi tại sao mà sanh lên cõi trời, bạch ngài: con đi theo gia chủ của con là tín nữ Quý Sa Kha, mỗi lần bà cúng dường chùa hay là cúng dường một cái gì đó thì con chỉ có nói lên lời sa thú thôi, tại vì cái thân của con là cái nô lệ, thành ra con không tài sản con cúng, con chỉ có cái tâm mà quan hỷ mỗi lần mà bà làm là con sa thú vậy mà sau khi con ngủ một giấc, con thức dậy con thấy mình ở trong cái tòa thiên cung này đó. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái quyến thuộc của mình, hoặc là những người mà hùng chung phước của mình, cái chuyện mà hùng nhiều hùng ít, cái chuyện đó nó không có quan trọng, mà cái tâm của mình nó mới là quan trọng. Có nghĩa là tâm của chúng ta có cái sự quan hỷ trong cái chuyện cúng lễ đó, hoặc là hùng phước đó, thì cái điều đó là một cái điều quan trọng. Thành ra đó, quý vị thấy rằng cái vị này chẳng những mà có tính tâm nơi Tam Bảo, mà có lòng thương tưởng, thương tưởng đến gia nhân quyến thuộc, những người ở trong gia đình mình. Thành ra mới tập trung lại hết, tập trung lại hết để mà cùng chung làm việc mà bố thí. Chứ quý vị thấy rằng nếu mà những người giàu có này đó, người ta có quyền ra lệnh, hoặc là người ta có tiền, người ta sẽ mướn, người ta sẽ mướn người này người kia lợi làm giùm tôi đó. Nhưng mà cái người này quý vị thấy rằng là họ để dành phần
để dành phần cho gia nhân quyến thuộc, những người làm công cho mình, vân vân, để mà người ta đi đến, để mà người ta làm, người ta cùng chung để công đức phước báo, để mà người ta có phước đó. Thành ra chúng tôi lặp đi lặp lại chỗ này đến chí vị, để nhiều khi chúng ta có tạo một cái phước gì đó, chúng ta nên rủ nhau để mà chung hùng phước đó. Chứ chúng ta cũng không có, thật ra đó thì lúc đó đó chúng ta phải sống ở trong cái tâm từ. Chứ cái điều này chúng tôi thấy, chúng tôi là một cái người mà quản lý ở một cái chùa đó, thì chúng tôi thấy có nhiều cái gia đình, thôi con không có hùng phước với bà đó đâu, con không có hùng phước với cái bà đó đâu, cái bà đó lộn xộn lắm, làm sao này sanh ra rồi nó làm quyến thuộc chung rồi nó lộn xộn nữa. Thì thật sự ra đó, như vậy đó nó rất là khó khăn quý vị, khó khăn cho một cái người mà người ta đang điều hành cái công việc đó. Quý vị biết rằng khi mà chúng ta làm phước á, do chúng ta khéo, do chúng ta có cái sự tác ý khéo, mình có sinh giới đồ đàng hoàng, mình có, nói chung là mình có tư hiền tư hiển tư hậu, mình có đầy đủ đàng hoàng, rồi mình có tâm để mà tế độ cái người đó. Thành ra nếu mà sau này á, cái người đó mà sanh lên làm quyến thuộc với mình á, mình cũng điều, mình đủ trí để mà mình điều khiển những người đó. Chứ mình đừng bao giờ mà nói thôi con không hùng phước với cái bà đó, cái ông đó đâu, họ lộn xộn lắm, họ làm rối tâm con lắm. Cái điều đó là nó không được. Chúng ta ở trong Phật giáo này, chúng ta tu theo cái lời của Đức Phật dạy, có tâm từ mà có trí tuệ nữa, bất cứ một cái chuyện gì đó chúng ta cũng khéo đặt ý, hoặc là chúng ta uyển chuyển được. Thì trở lại với cái bài học này á, thì quý vị thấy rằng cây ní giá đó, cây ní giá coi như là đang chuẩn bị nấu nướng, điều khiển gia nhân, những người ở trong nhà. Thì lúc này á, cái ông bà La Môn mà xê lá này đó là coi như là đi đến cùng với 300 đồ chúng của mình, có nghĩa là 300 đệ tử của mình đó. Quý vị thấy không, đối với ngoại đạo á, mình nói người ta ngoại đạo chứ đệ tử của người ta là 1.000 vị, đệ tử của người ta là 300 vị, 500 vị đó, mà mình nói người ta ngoại đạo, nhưng mà người ta đứng đầu ở trong mấy trăm người hoặc là cả ngàn người. Cái điều này á, là do cái phước quý vị, do cái phước ở trong quá khứ, người ta có làm một cái gì đó, cái phước gì đó lớn. Thành ra khi mà người ta sanh lại ở đời á, người ta ưa đứng đầu. Cũng như quý vị thấy rằng á, có nhiều người á, người ta đi đến sao mà nghe Phật giáo Nguyên Thủy á, là chánh pháp, là chánh pháp, mà sao Phật giáo Nguyên Thủy á, nghèo. Mà thiệt nha quý vị, Phật giáo Nguyên Thủy mình á, tính ra là nghèo quý vị. Muốn xây một cái chùa đó, hoặc là xây một cái bảo tháp, hay là mà xây một cái gì đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là phải chờ đợi lâu lắm, phải chờ đợi lâu lắm mới xây dựng được. Còn có nhiều người quý vị thấy không, người ta gõ mỏ cốc cốc, gõ chuông men men gì đó, nhưng mà hãy mà muốn xây cái gì là để cái ao một cái là có đầy đủ tiền xây. Thì có nhiều người người ta lợi, người ta thắc mắc với chúng tôi, người ta nói ủa sao Nguyên Thủy nói chánh pháp mà sao mà nghèo quá, nghèo hơn mấy cái tôn giáo khác, hoặc là cũng như là mấy cái đạo khác luôn vậy. Đó thì chúng tôi nói rằng cái phước của mỗi người nó riêng, cái phước của mỗi người nó riêng quý vị. Có nhiều người quý vị thấy rằng, thí dụ như giờ ca sĩ đi, ca sĩ quý vị thấy rằng vừa rồi cái trong cái mùa dịch này có ca sĩ người ta hùng vô mấy trăm triệu, có người hùng vô cả tỷ nha, có người hùng vô cả tỷ để chi, để chung lo về cái dịch bệnh này đó. Thì mình không biết rằng cái tiền đó nó có tới tay của người nghèo hay là nó có tới tay của những nhà sản xuất thuốc không. Nhưng mà ở đây chúng ta nói rằng là có những người, người ta rất là bình thường, nhưng mà hãy mà người ta muốn phát tâm, người ta làm cái gì á, người ta cũng đều có tiền làm. Thì những người đó là tại sao vậy quý vị? Ở trong quá khứ người ta đã từng bố thí rồi, người ta đã từng bố thí. Thật sự ra quý vị biết rằng á, có nhiều cái nhóm á, chúng tôi nghe họ, chúng tôi cũng rất là hoan hỷ. Họ không có phân biệt chùa Nam Tông, chùa Bắc Tông gì hết, nghe chùa nào hết gạo hoặc là không có gạo ăn, người ta đều có cái sự bố thí hết, người ta đều có sự bố thí hết. Còn có nhiều đôi lúc á, cũng rất là buồn, buồn về cái gì quý vị,
buồn về có một số Phật tử, khi mà học được nhiều quá rồi đó, thì mà người ta không áp dụng được, người ta không áp dụng được, học nhiều mà lại không áp dụng được. Trước kia đó mình học ít mà mình lại áp dụng được, bây giờ nhiều quá mình không áp dụng được là như thế nào quý vị? Có nghĩa là có những người, người ta học xong rồi người ta nói thôi giờ đi kiếm chùa nào nghèo nghèo, cái chùa nào nghèo nghèo để làm phước, cái chùa nào nghèo nghèo để mình làm phước. Khi mà mình học nhiều rồi đó thì quý vị thấy rằng cái chùa nào đó mà có chư tăng sinh hoạt ở nơi đó, hoặc là cái chùa nào mà có giải pháp học pháp đồ này kia, nói chung là cái chùa nào có cái khả năng thì mình phải cúng vô cái chùa đó trước, rồi xong rồi những mình còn tiền thì mình sẽ cúng lại những cái chùa còn lại. Rồi khi mà mình cúng những cái chùa còn lại đó, mình còn tiền nữa đó, thì mình đem bố thí cho cái người mà cơ nhỡ một thùng mì hoặc là một bữa ăn vân vân, tùy theo cái khả năng của mình. Chứ mình không nên, chúng ta không nên để mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta tìm những cái đối tượng đó. Nó cũng như bây giờ quý vị thấy rằng không lẽ mai mốt mình sanh trong thờ Đức Phật, Đức Phật đâu có nghèo. Đức Phật quý vị thấy rằng cái ông bà la môn mà má này nè, là quý vị biết ông biết Đức Phật là xuất thân từ ở trong hoàng tộc á, ở trong vua chúa ra đó. Thì bây giờ mà nếu mà mình cứ đi tìm cái đối tượng nghèo riết á, mai mốt á mà mình gặp ở trong thời Đức Phật, mình nói trời ơi thôi Đức Phật ngày hôm nay thì là độ ngọ ở trong hoàng cung, ngày hôm kia là độ ngọ ở trưởng giả cấp cô độc, rồi ngày mai thì độ ngọ ở ngay chỗ nhà của bà Quý Sa Kha, toàn là đại trưởng giả với là ở trong hoàng cung không à. Thôi giàu quá rồi, vậy rồi mình không gặp Đức Phật để mà mình gieo duyên, mình gieo cái hạt giống tốt, mà một cái mình có cái hạt giống để mà mình bỏ vô cái ruộng tốt quý vị. Đó, thành ra đó cái điều này nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm. Ở đâu mà chúng ta thấy rằng có pháp, ở đâu mà đem lại cái lợi ích của mình cho mình đó, thì mình đến đó để mà mình cũng dường mình gieo trồng cái phước báo vô liền đó. Chứ mình không có cái tư tưởng có lần đó, quý vị biết không, có những người ta, có một số người á, làm như người ta chán thành thị, cái người ta mới đi, mới nói chúng người ta năn nỉ chúng tôi là coi như là dẫn người ta về ở miền Tây để mà người ta cúng lễ dân y, người ta tạo phước gì đó nhớ. Mà quý vị biết á, thật sự ra đó, có nhiều khi á, chùa mình á, không có tiền điện á, tiền để đóng tiền điện á, thì người ta cũng cúng dường. Không có gạo, hết gạo đó, người ta cũng cúng dường gạo cho mình. Rồi xây chùa hoặc là vị sư bệnh gì đó, người ta cũng tạo phước vô. Mà bây giờ người ta đâu có xin mình gì đâu, người ta kêu mình là dẫn người ta đi làm phước dùm thôi. Có nghĩa là do người ta không rành đó. Thì quý vị biết rằng lần đó đó, chúng tôi cũng dẫn họ đi xuống miền Tây. Thì xuống một cái ngôi chùa đó, đó thì nó phải nói rằng là cái ngôi chùa đó, nó rất là hiu quạnh. Có nghĩa là cái chùa đó thật sự là đúng là nghèo thật sự luôn quý vị. Khi mà vô ở trong chùa đó, quý vị biết không, chùa chánh điện á, không có quét dọn sạch sẽ, mà nhang á, thì theo cái tục lệ của người Khmer đó, thì nhang người ta cắm ở cái lư hương á, là đầy, nó lên mấy tầng vậy luôn. Đó, thì quý vị biết người ta vô, người ta nói, ủa sao có chánh điện, nó kỳ quá, nó không có sạch sẽ giống cái chánh điện, cái người Việt của mình. Rồi người ta vô, người ta thấy cái vị sư đó để tóc dài, rồi móng tay dài nữa vị, móng tay dài nữa mà y áo nó kiểu mà nó dính những cái gì đó mà như là giống như là bị thâm kim á, lâu ngày vậy mình giặt không có ra. Đó thì khi mà người ta đi xuống đó rồi, cái người ta mất niềm tin quý vị, người ta thấy không có quan y tế hạnh, người ta thấy từ chùa cho đến người luôn. Cái lúc đó người ta về, người ta mới nói có khi nào ông sư Pháp Tính không làm tồn không? Có khi nào ông sư không có tính ông làm tồn không? Có nghĩa là ông làm bộ ông dẫn mình đi đến đó để làm lễ dân y, xong rồi cái mình đi về, cái ông như mấy cái người đó chia lời nha. Trời, lúc đó quý vị biết không, chúng tôi rất là buồn, chúng tôi rất là buồn. Chúng tôi nói rằng chúng tôi đâu có dẫn, đâu có rủ năn nỉ, nhưng mà tại vì do quý vị thấy rằng là do những người đó, người ta đã từng hộ độ chùa,
từng hộ độ chùa đó, thành ra mình mới dị lòng mà để mà mình đi đó. Rồi cuối cùng người ta nghĩ rằng chắc mình có trao đổi, có chia chác gì đó, thành ra từ đó trở đi quý vị biết rằng chúng tôi không có dám gặp mấy cái người đó nữa đó. Thì trở lại với cái bài học hôm nay đó, chúng tôi muốn nói nhiều ra đó là để cho chúng ta thấy rằng là những cái vị bà la môn này nè, mình coi vậy đó chứ toàn là những vị mà xuất thân từ ở trong những cái gia đình vừa giàu có mà vừa có học, quý vị. Tuy rằng là không phải ở trong Phật pháp, mà tuy rằng là ở những cái tập kinh Phệ Đà, nhưng mà những cái vị này rất là giỏi, khi mà xê lá đó đến mà gặp cái người bạn của mình đó, gặp cái người bạn của mình rồi hỏi hôm nay làm gì mà thấy chuẩn bị lễ, thấy nhìn trân trọng như vậy, bộ đám cưới hả, bộ có đám cưới đám tiệc gì hả, hoặc là đón đức vua hả, thì cái vị này vị Kê Ni Giá này không có đám cưới đám tiệc gì hết đó, chỉ rước đức vua gì hết đó, chỉ đón đức Phật thôi. Thì quý vị thấy rằng lúc này á, là xê lá đó chỉ cần nghe cái tiếng đức Phật thôi, bút thô thôi, nghe cái âm thanh đức Phật thôi, thì cái vị này đã có cái một cái sự mà hoan hỷ rồi quý vị. Có nghĩa là cái âm thanh thành cái âm thanh mà nói về cái đức Phật đó, chúng ta thấy rằng ở trong mình học ở trong kinh điển Bali, tại sao mà quý vị thấy rằng dùng những cái âm thanh bút thô upado, có nghĩa là đức Phật hiện khởi ở thế gian đó, quý vị thấy rằng ở trong thường thường ở trong những cái bản kinh Bali đó, những cái chữ này được giữ nguyên quý vị, ít khi nào mà người ta diễn giảng ra tiếng Việt hết. Chúng tôi nhớ hồi lúc trước có đọc những cái tài liệu đó, nói về chư Phật, chư Phật là khi mà xuất hiện ở đời thì thường giảng sẽ giảng bằng cái âm thanh Bali này, cái âm thanh Bali này, có nghĩa là giảng dù giảng bằng cái cách nào cũng vậy, nhưng mà những cái âm thanh được phát ra là hãy mà Đức Phật cũng là Buddha, Đức Phật hiện rỡ trên thế gian, Buddha Upado, chứ quý vị thấy rằng có những người nói mai mốt lỡ Đức Phật xuất hiện rồi trong cái thời kỳ đó là cái thời kỳ thịnh hành của thí dụ như châu Á, rồi Đức Phật thuyết về tiếng Hán hoặc là tiếng Tàu, không có, cái trường hợp đó không có quý vị. Đức Phật mà có xuất hiện đó sẽ thuyết giảng cho chư thiên và nhân loại nghe bằng cái âm thanh Bali này. Thành ra khi mà chúng ta tụng đọc Phật ngôn hoặc là chúng ta học những cái câu Phật ngôn đó, thì quý vị thấy rằng nó sẽ theo chúng ta từ đời này đến đời sau luôn. Chúng tôi đọc những cái tích truyện ở bên Miến Điện đó, có những vị rất là ngộ, mà có những vị tuy rằng là sa di thôi, nhưng mà quý vị đưa bài kinh ví dụ như kinh Tam Bảo hoặc là Mangala Sutta đi, cái vị đó chỉ tuy rằng cái sa di chỉ có 10, 13, 14 tuổi thôi, nhưng mà cầm cái bài kinh đó lên đọc một lần là thuộc liền, Ê Quang Mê Xuất Tăng, coi như là đọc một lần qua cái là thuộc liền. Nhưng mà quý vị đưa lại môn toán môn văn đồ này kia thì cái vị đó đọc nhiều lần cũng không thuộc, đọc nhiều lần cũng không thuộc. Có nghĩa là không phải là cái vị đó là dối vị, nhưng mà nó ở đây là so sánh về cái tốc độ. Một cái vị mà mới lần đầu tiên mà cầm cái bài kinh Mangala Sutta, Hạnh Phúc Kinh đó, là chỉ cần đọc qua một lần là thuộc. Mà trong khi những cái bài toán, những cái bài văn thì được giảng giải rất là rộng, nhưng mà cái vị đó không thuộc, không có phải đọc đi đọc lại 2-3 lần và được giảng, được hiểu mới thuộc. Thành ra đó, quý vị thấy rằng những cái vị này là chắc chắn rằng ở đời sống, những đời sống trước đã từng học về ngôn ngữ Bali. Mà chẳng những là như vậy mà cái vị đó là thường thuộc lòng những cái câu Phật ngôn đó. Thì quý vị thấy rằng đối với xê lá đó, mới có nghe Đức Phật bút thá, bút thô Đức Phật thôi, thì ở trong lòng dâng lên một cái cảm giác rất là quý kính Đức Phật một cách không có một cái bút mực nào để mà diễn tả được hết đó. Thì nhưng mà quý vị thấy rằng chúng ta cũng nên nhớ rằng là
cái vị Bà La Môn Xê La này nè, coi như chứ coi như là cái vị này là coi như là giỏi về kinh Vệ Đà, kinh Vệ Đà. Thì ở trong đó đó là cái vị này biết được là những cái tướng tốt mà của một cái con người. Nếu mà nhìn một cái người nào mà có những cái tướng tốt đó, đó là, thì những cái vị này sẽ biết rằng là cái vị đó sẽ làm Chuyển Luân Thánh Vương, hoặc là sẽ là một cái vị Phật. Hoặc là quý vị thấy rằng trong trường hợp khác á, thì ông vua Bát Xê Na Đí á, quý vị thấy không, khi mà nghe Cung Phô Sắc Cá, nghe cái người thanh niên này có cái giọng nói như vậy đó, thì ông vua Bát Xê Na Đí á, đoán ra được là cái vị này sau này sẽ rất là giàu đó. Thành ra quý vị thấy ở trong cái thời Ấn Độ đó, tuy rằng mình nói người ta là Bà La Môn, nhưng mà có nhiều người ta rất là hay. Người ta nghe giọng nói, người ta đoán được là người này sau này sẽ thành đạt hay không. Hoặc là người ta nhìn cái tướng của cái vị đó là người ta biết rằng là sau này cái vị đó sẽ trở thành triệu phú. Đó, thì cái vị mà Bà La Môn Xê La này đó là coi như là do thuộc kinh Vệ Đà. Thuộc kinh Vệ Đà thì ở trong đó nó có biết được cái thực mà coi tướng, ngoài cái chuyện mà dạy chú, dạy những cái chú thực, những cái mantra đó, thì cái vị này còn biết được cái sự coi tướng nữa, và nghe âm thanh mà nói về Đức Phật là vị này coi như là phát sanh một cái sự mà kinh cảm, phát sanh một cái sự mà kính tính một cách không lường. Đó, thì lúc này cái vị này mới hỏi Kê Ni Giá đó là Đức Phật bây giờ đang ở đâu. Cái vị Kê Ni Giá này mới chỉ ở ngay chỗ cái khu rừng xanh đó, cái khu rừng gần ở đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái vị Xê La này coi như là không chần chừ, không chần chừ. Quý vị thấy rằng chúng ta đó, thì có nhiều khi mình nghe lễ hội, hoặc là mình nghe có pháp hội, hoặc là nghe có thiền sư về đó, thì mình cũng chần chừ. Thôi để ráng đút con tôi ăn cho xong đi, hoặc là nấu cơm cho chồng tôi ăn xong đi rồi, hoặc là vợ tôi này kia vân vân, thì cái người đó người ta mới đi. Còn cái vị này quý vị thấy không, đồ chúng của người ta 300 vị, thôi kệ đi, ai đi theo đi, còn không đi thôi. Đó, vị này coi như là tiến đến đi tìm Đức Phật liền. Khi mà trên đường đi á, quý vị thấy rằng cái vị này đúng là một Bà La Môn có học. Đúng là một Bà La Môn có học. Cái vị này mới nói với đệ tử của mình á, đối với Đức Phật á, là giống như Đức Phật và Chư Tăng á, giống như là những con sư tử mà ẩn ở trong đường xanh để mà tìm, để mà hưởng cái sự an tịnh. Thành ra mình đi đến đó đó, phải đi khẽ bước đàng hoàng, có nghĩa là đi nhẹ, đừng gây tiếng động, có nghĩa là mình tỏ lòng cung kính mà từ thân cho đến tâm luôn. Rồi khi mà ta có hỏi gì Đức Thế Tôn á, Đức Phật á, hoặc là bàn gì với Đức Phật á, các vị đừng bao giờ, đừng bao giờ xen vô, hoặc là đừng bao giờ mà nói chung là có cái sự mà cản trở ở trong đó. Vì phần lớn á, Đức Phật là một cái vị mà rất là khó gặp, rất là khó gặp, chứ không phải là Đức Phật và Chư Tăng á, mà muốn gặp giờ nào gặp đâu. Đó, thì quý vị thấy rằng lúc đó, đó là coi như là cái vị Xê La này đã dặn dò đệ tử đàng hoàng hết rồi. Khi mà đi đến đó, thì quý vị thấy rằng cái vị này đảnh lễ Đức Phật rồi xong rồi bắt đầu coi tướng Đức Phật nha. Thì coi được 30 tướng rồi, coi được 30 tướng rồi, nhưng mà còn 2 tướng nữa là cái lưỡi với mã âm tàng. Thì sao coi được quý vị, đâu có coi được. Thành ra Đức Phật á, đã đọc được tư tưởng của quý vị này, nên Đức Phật đã dùng thần thông cho cái vị này thấy, cho cái vị này thấy hai cái tướng ẩn nữa, để cho mà đủ 32 tướng. Thì quý vị thấy rằng á, Đức Phật của chúng ta á, có nhiều cái điều rất là hay quý vị. Có người ta chỉ nghe âm thanh của Đức Phật thôi mà người ta cũng đi xuất gia. Có người thì người ta nhìn cái tướng hảo của Đức Phật, rồi người ta cũng đi xuất gia theo Đức Phật. Rồi có nhiều người người ta nghe Đức Phật thuyết pháp, văn nghĩa cụ túc, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đều hoàn hảo hết,
ngài rồi người ta đi theo đức xuất gia của Đức Phật đó. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập gì nè, chúng ta sẽ có tích trữ được những cái phước báo. Có lúc là chúng ta thí dụ như là chúng ta do thí dụ như cái người đó có cái thuần về niệm Phật, hoặc là cái người đó thuần về thiền quán, hoặc là nói gọn lại quý vị thấy rằng có những người người ta thuần về ở trong cái sự học, có những người người ta thuần về trong cái sự hành đó, thì sau này á, cái đó nó sẽ là cái hạt giống của mình, nó sẽ là hạt giống, nó sẽ là cái nghiệp thiện của mình. Thành ra khi đó mình gặp Đức Phật á, Đức Phật ngài chỉ nhìn mình, ngài quán xét, ngài quán xét là nên dạy mình cái gì, là coi như là cái gì mà thích hợp Đức Phật dạy một cái là chúng ta học được, chúng ta trở về gốc liêu, chúng ta tu tập trong vòng vài ngày sẽ chứng đắc được đạo quả, giống như cái nhóm này, giống như cái nhóm này vậy đó quý vị. Đó thì quý vị thấy rằng khi mà cái vị này đi đến rồi được Phật hiển lộ cho thấy được những cái tướng tốt rồi, thì lúc đó quý vị thấy rằng đối với Xe Lá đó là những cái bậc mà phải nói rằng là những cái bậc mà rất là tinh thông về kinh Phệ Đà đó. Thành ra cái vị này á mới có những cái câu hỏi, những cái câu hỏi với Đức Phật. Thì khi mà hỏi một cái điều gì đó Đức Phật cũng trả lời, Đức Phật cũng trả lời đầy đủ cho cái vị Bà La Môn Xê Lá này nghe đó. Thành ra quý vị thấy rằng sau khi nghe rồi á, cái vị Xê Lá này á mới tán thán Đức Phật bằng những cái câu kệ, có nghĩa là tán thán nói là Đức Phật á, Đức Thế Tôn á, là cái thân trọn đủ cái sự chói sáng rồi đẹp đẽ, rồi nói chung là từ cái da đến cái răng, đến cái trán, hoặc là đến cái dáng người, đến cái bàn chân, đến cái đôi tay, đến cái thân hình, nói chung là cân đối hết, cái gì nó cũng đẹp mà cái gì nó cũng có cái sự mà cân đối hết. Quý vị thấy rằng chúng ta, đối với chúng ta chỉ đẹp một hai tướng nào đó thôi, chúng ta chỉ đẹp một hai tướng nào đó thôi đó. Còn đối với bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì quý vị thấy rằng cái tướng đi, cái dáng đi của ngài cũng vậy, cái gì một cái chi phần ở trên cơ thể nào cũng vậy, nó cũng đều đẹp hết. Thành ra cái vị này đó, cái vị Xê Lá, Bà La Môn Xê Lá mới tán thán Đức Phật á, ngài chói sáng như mặt trời, ngài trong cái hàng mà Sa Môn á là ngài chói sáng như mặt trời, trong mà cái đối với các cái vì sao á thì ngài giống như là cái mặt trăng vậy đó. Nói chung là Đức Phật á là một cái bậc mà tối thượng trong cái cõi Diêm Phù Đà này, không có ai mà bằng được ngài, dù cho cái người đó là giáo chủ ở đâu, hoặc là dù cho cái vị đó là vua được mấy nước, nhưng mà cuối cùng cũng không có bằng Đức Phật. Thì quý vị thấy rằng cái vị này coi như là hết lời để mà tán thán Đức Thế Tôn là một cái bậc mà pháp dương vô thường đó. Thì qua những cái lời tán thán vậy đó, rồi những cái câu mà hỏi của Xê Lá đó, thì Đức Phật đó, mới dạy cho Xê Lá nhiêu đó đủ rồi, nhiêu đó đủ rồi, cái gì mà cần biết là ta đã biết, cái gì mà cần tu là ta đã tu, cái gì cần bỏ là ta đã bỏ, do vậy ta là Phật, là một cái tôn giả, là một cái tôn giả phạm chí đó. Còn cái gì mà để ngươi nghi ngờ ở ta đó, Đức Phật lúc đó quý vị thấy rằng Đức Phật nói ta cái gì mà cần biết là ta đã biết rồi, cái gì mà cần tu là ta đã tu rồi, cái gì mà đã cần bỏ là ta đã bỏ rồi, do vậy ta mới là bậc chánh đẳng chánh giác, do vậy ta mới là Phật. Thì còn cái gì để mà nghi ngờ ở ta nữa, hãy bỏ qua một bên những cái trạng thái nghi ngờ đó đi, để chi? Để giải thoát khỏi những cái phiền não, để giải thoát được phiền não đó. Thì lúc tại vì không có dễ gì
mà có cái cơ hội mà gặp được bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì quý vị thấy rằng, quý vị thấy rằng Đức Phật của chúng ta là có lúc ngài cứng như đá vậy đó, nhưng mà có lúc thì quý vị thấy rằng ngài mềm như những cánh hoa, ngài mềm như những cánh hoa vậy quý vị. Thành ra khi mà cần Đức Phật lên tiếng liền, nãy giờ hỏi nhiêu đó đủ rồi sẽ lá, đủ rồi sẽ lá, những gì mà cần tu là ta đã tu, những gì cần biết ta đã biết, những gì cần chứng là ta đã chứng, những cái gì mà ta cần bỏ là ta đã bỏ rồi, không có còn cái gì mà để nghi ngờ ở ta nữa đó. Thì quý vị thấy không, lúc mới đầu ha, hỏi Đức Phật hỏi cái này hỏi kia, muốn coi cái tướng này coi tướng kia, Đức Phật cũng cho coi, dùng thần thông cho mình ông thấy gì đó, cho ông coi đó. Nhưng mà khi mà đủ rồi là coi như là thắng lại cái ác liền, thắng lại liền, kêu được rồi, đủ rồi xe lá đó, đủ rồi, không có còn cái thời gian nhiều. Và mình cái cơ hội mà mình gặp được Đức Phật đó, quý vị thấy rằng, chúng ta nhớ trong kinh Pháp Cú không, được sanh làm người là khó, mà được mà giữ cái sự sống còn này là khó. Ngày hôm nay chúng ta giữ cái sự sống còn mới thật sự là khó này quý vị. Chúng tôi thật sự ra, quý vị biết không, trong những cái mùa này chúng tôi ráng, chúng tôi tập trung ở trong kinh điển, chứ chúng tôi không có dám nghe tin tức nhiều quý vị. Mình nghe tin tức nhiều á là mình hình dung ra nữa, là mình hình dung ra được là một tháng nữa sẽ đói. Nếu mà cái bệnh dịch này nó kéo dài, nó kéo dài nữa đó, thì coi như là nó sẽ rất là nguy hiểm. Quý vị biết là hồi trước á, mà khi mà còn sư trưởng á, thì chúng tôi không có sợ. Chúng tôi không có sợ chùa hết gạo, hay là chúng tôi không có sợ là mình không còn tiền để đóng tiền điện. Mình không sợ. Tại vì sao quý vị? Tại vì có hòa thượng. Có hòa thượng thì lúc đó với cái kinh nghiệm của hòa thượng á, thì hòa thượng sẽ tự động mà hòa thượng sẽ biết cách là đưa tiền cho mình đóng. Nhưng mà bây giờ mà không còn hòa thượng nữa rồi á, thì quý vị biết rằng là mỗi lần mà chúng tôi nghe ai nói cái bệnh dịch này nó kéo dài đến 6 tháng nữa hoặc là 8 tháng nữa, là chúng tôi phải hình dung ở trong đầu là coi như là 6 tháng tiền điện nữa, hoặc là 6 tháng tiền ăn được này kia. Chúng tôi ngồi chúng tôi nhân ra một hồi nó nhức đầu. Nhưng mà đỡ cái thật sự ra quý vị biết không, nhức đầu quá chúng tôi dẹp kệ, tới đâu hay tới đó, tháng nào tính tháng đó. Đó, bây giờ chỉ tập trung vào trong kinh điển thôi. Thành ra quý vị biết rằng cái mùa này không có đi đâu hết, cũng đỡ cái là coi được ở trong kinh điển, nó nhiều, nó cảm thấy nó vui quý vị. Đó, thì trở lại, hình như chúng tôi đi xa quá, giờ không biết trở lại chỗ nào nữa. Đó, thành ra quý vị biết rằng đối với khi đó chúng tôi đang nói cái đoạn này nè, để cho mình thật sự ra mình mới hình dung ra được. Những cái lúc trước á, chúng tôi đọc ở trong những cái, có những cái vị á, người ta mô tả, người ta tả, cũng như người ta tán thán Đức Phật á, là có những lúc ngài cứng như đá vậy đó, có lúc ngài mềm như hoa vậy đó, mà chúng tôi không hình dung ra được. Mà bây giờ thì mình đọc ở trong đoạn kinh này mình mới thấy rồi, đúng, Đức Phật có lúc ngài cứng như đá đó. Có nghĩa là được rồi xây lá, đừng hỏi nữa, không còn gì để mà nghi ngờ nữa hết, lo tu đi, lo tu tập đi. Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác mà ra đời đó, thật là thiên nan vạn nan, thiên nan vạn nan đó. Thành ra hãy ngưng lại, đừng có nghi nữa, tu đi đó. Còn Đức Phật lúc mà mềm như hoa có nghĩa là thiên nhiên thế nào, muốn coi 32 tướng tốt phải không, coi 30 tướng rồi, còn 2 tướng nữa rồi đó, cho luôn. Cho coi đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái chỗ này á, mới nói lên là Đức Phật cần thì Đức Phật sẽ mềm như những cánh hoa, có lúc cần thì Đức Phật sẽ rất là cứng như là đá gì đó. Đó, thì sau khi mà Đức Phật nói như vậy rồi á, thì quý vị thấy rằng Đức Phật lại nói thêm vài câu kệ nữa về Đức Phật coi như là đã nghiền những cái lậu hoặc rồi. Quý vị thấy rằng cái gì mà nghiền nát rồi nó thì coi như là nó không có không có còn mà cái cách nào để mà nó sanh trở lại hết. Thành ra vừa nói xong thì quý vị thấy rằng xây lá mới xây qua coi coi cái đầu chúng của mình 300 người
Bây giờ đó là ta đi xuất gia nha, ta đi xuất gia. Các người á, người nào mà muốn đi xuất gia thì xuất gia theo ta. Đó quý vị thấy không? Bậc ký không ép, không có ép ai hết. Thành ra ở trong cái sự xuất gia, ở trong Phật giáo mình cũng vậy. Cái người này phải tác bạch đàng hoàng, vì muốn chấm dứt sự khổ, chứng ngộ niết bàn, con xin được xuất gia với ngài. Chứ không phải là lỡ làm bùa quạ bùa đâu, coi như là cầm bông thọ rồi nhúng vô rượu rồi coi như là quạ bùa rồi vẽ án chữ án lam gì đâu, không có quý vị. Chữ đâu nghĩa đó. Tại sao ông mà ông muốn vô xuất gia? Rồi dạy cho ông biết được cái sự mà sanh tử luân hồi là khổ, vì con muốn chấm dứt tất cả sự khổ, muốn chứng đạt niết bàn, nên con xin ngài cho con được xuất gia. Chứ không có bắt ấn rồi quạ bùa rồi vẽ cái án lam gì ở trên đó hết đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với Xây Lá đó, Xây lại nói với đồ chúng của mình, tuy rằng là đệ tử của mình mà, nhưng mà trong cái chuyện xuất gia thì cũng đàng hoàng, coi như là bây giờ ta xuất gia, nếu mà các ngươi ai thích xuất gia thì xuất gia theo, ai không thích xuất gia thì cứ tự nhiên, muốn đi đâu thì đi đó, muốn đi làm gì thì làm đó. Thì quý vị thấy rằng lúc bây giờ đó, là cái Bà La Môn Xây Lá đã cùng đồ chúng xuất gia theo Đức Phật rồi, sau này trở thành thánh đệ tử nha, chứ không phải là trở thành đệ tử không đâu, trở thành thánh đệ tử. Có nghĩa là quý vị thấy những người mà có cái duyên lành với Đức Thế Tôn rồi đó, khi mà được xuất gia với Đức Phật rồi, quý vị thấy rằng là đa phần đều chứng đắc thánh đạo thánh quả, không A La Hán thì cũng là tu đầu quần đó. Chứ nhưng mà toàn là A La Hán với tu là quần thiệt không nhớ vị, thiệt không đó. Chúng tôi nhớ có hồi một lần chúng tôi gặp một cái vị đó mới phê với chúng tôi, những người Phật tử với là đệ tử của ông là ông tế độ mà cho đắc tu đầu quần rồi, là coi như là lúc đó ông mới thả cho họ đi một cách tự tại đó. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người người ta sai lầm. Có những người người ta sai lầm, người ta nghĩ rằng là những người Phật tử này, đệ tử của ta đó, là người ta đã tế độ thành thánh tu đầu quần rồi, người ta mới cũng như là cho cái người đó đi tự tại, muốn đi chùa nào đi, muốn đi vô pháp hội nào đi. Thì cái vị đó nói rất là hay quý vị, nói rất là hay. Nhưng mà lúc mà chúng tôi nói qua cái câu chuyện khác á, rồi một chút nữa quay lại cái câu chuyện á, là một cái vị thánh tu đầu quần á, là đã đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến hoài nghi cấm thủ, mà chúng tôi chỉ nói tắt là ba kiết sử thôi. Thì cái vị đó mới xây lại hỏi nhỏ nhỏ chúng tôi á, hồi nãy sư nói thánh tu đầu quần á, đoạn trừ ba kiết sử là cái gì, là cái đó là cái ý nghĩa gì. Thì chúng tôi mới nói chết rồi, hồi nãy ông nói với mình á, là ông tế độ Phật tử của ông á, là coi như là trở thành tu đầu quần, ông mới thả đi, mới cho đi chùa khác, chùa này chùa kia, hoặc là đi vô dự lễ hội đồ này kia. Mà giờ ông hỏi mình nói thánh tu đầu quần đoạn trừ ba kiết sử đó, mà ông không biết ba kiết sử đó là ba kiết sử gì hết á. Mình nói rồi, cái này là không phải đâu, cái này là tầm bậy, rất là tầm bậy đó. Thành ra quý vị biết không, ở trong cái thời gian này á, chúng tôi mỗi buổi chiều á, chúng tôi rất là thích cho ở trong chùa các vị sư cùng với tu nữ với Phật tử tụng cái bài kinh Châu Báo đó quý vị. Tại vì ở trong bài kinh Châu Báo đó, chúng tôi thấy rằng có những cái chỗ rất là hay, nói về bậc thánh tu đà quần, dù vô tâm phạm lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu đó. Quý vị thấy rằng cái những cái chỗ này á, mình tụng đọc hoài á, mình thuộc mà nó rất là hay đó. Rồi bậc thánh tu đà quần á, dù có như thế nào đi nữa cũng không có tái sanh kiếp thứ 8, không có tái sanh qua cái kiếp thứ 8 đó. Bậc thánh tu đà quần đã đoạn trừ được hoài nghi và tà kiến, hoài nghi với cấm thủ đó. Thì mình tụng những cái đoạn kinh này á, mình tụng hoài mà quý vị thấy rằng mình mới thuộc, quý vị mình mới thuộc được. Thành ra chúng tôi thích đem cái bài kinh đó ra tụng bằng Pali cũng được, tụng bằng tiếng Việt cũng được quý vị. Để chi? Để mà mình nhớ được, đối với các vị có học á, hoặc là những người Phật tử người ta nghe pháp
pháp á, thì người ta nhớ những cái điều này nó rất là lâu. Người ta nhớ, có thể là ta không quên. Nhưng mà đối với những người cư sĩ, những người Phật tử á, hoặc là những người người ta làm bếp á, lo làm bếp riết rồi sao mà nhớ được một vị thánh tu đầu quần là tại sao gọi là thánh tu đầu quần. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta có học á, chúng ta thấy dễ lắm. Cái chữ tu đầu quần á là tại sao? Tại vì cái vị đó đoạn trừ được tà kiến hoài nghi với cấm thú, đoạn trừ ba cái kiết sử này, thành ra có tên là tu đầu quần. Đó, khi mà mình học thường á, thì mình dễ nhớ. Đó, thành ra đó, ở trong đây á, thì chúng tôi muốn nói rằng là đối với những cái vị này khi mà xuất gia với Đức Phật rồi đó, là coi như là ở trong cái bản kinh này nói rằng là sau này trở thành thánh đệ tử Ariya, thánh đệ tử nha quý vị, đây là thánh thiệt, chứ không phải giống như là ở ngoài đời mà trong ngày nay mà người ta phong đâu, cái điều đó không có. Đó, thành ra đó, khi mà những cái vị này xuất gia rồi, trở thành thánh đệ tử rồi, thì quý vị thấy rằng qua cái sự mà tu tập xin xuất gia với Đức Thế Tôn rồi á, thì đến cái giai thoại là lúc đó Kê Ni Giá đã thỉnh Đức Phật, đã đến cái giai thoại cái lúc mà Đức Phật cùng với chư tăng đến nhà Kê Ni Giá mà chuẩn bị nhận cái buổi cúng dường trai tăng, được chuẩn bị rất là chu đáo. Khi mà Đức Phật và chư tăng thọ thực xong với các món ăn thượng vị, lội cứng, lội mềm, vân vân, đó, thì lúc đó Kê Ni Giá đã xin thỉnh cái bát của Đức Phật, thỉnh cái bát của Đức Phật, quý vị. Rồi quý vị thấy rằng Kê Ni Giá sau khi thỉnh bát của Đức Phật rồi á, rồi lại nhắc cái ghế thấp hơn để mà ngồi gần Đức Phật. Chúng ta nhớ nha, chúng ta thấy rằng á, Kê Ni Giá nè, Xê Lá nè, rồi những vị vua nè, quý vị thấy rằng là toàn là kiệt sức, toàn là những anh tài, những người mà cũng như là vừa có quyền chức mà vừa có giàu có nữa quý vị. Mà quý vị thấy rằng lúc nào gặp Đức Phật là cũng coi như là ngồi cũng phải ngồi thấp hơn. Đức vua Bá Xê nó đi quỳ đảnh lễ Đức Phật mà hung linh của Đức Phật luôn. Còn bây giờ đó là chúng ta gặp những cái người là quý vị thấy rằng họ gặp Phật hoặc là họ gặp tăng, như là cái người còn họ coi như là dở hơn họ nữa quý vị. Thành ra họ không có một cái sự cung kính, không có một cái sự cung kính. Những cái điều này á, thì thật sự ra đó, không phải là đối với các vị sư mà ham thích người đời cung kính, nhưng mà do mình biết những người này á, khi mà người ta tạo cái người ta có cái hành động đó thì người ta không được phước nhiều, nó cũng được phước ít, nó cũng đỡ hơn quý vị. Thành ra chư tăng luôn luôn chỉ những cái pháp cung kính. Đâu phải lúc nào mình cũng có tiền mình bố thí, đâu phải lúc nào mà mình cũng đủ năng lực để mà mình kiết già lưng thẳng rồi mình ngồi đó mình tu. Có những lúc quý vị thấy không, chúng ta cũng phiền não hoặc là chúng ta cũng mệt mỏi lắm, chúng ta phải trở lại những cái pháp như là mình quét dọn tam bảo, rồi mình cung kính hoặc là mình sửa soạn chỗ ngồi đồ này kia. Đó thì quý vị thấy rằng do mình, cái tâm mình nó còn phàm mà, không phải lúc nào mình cũng kiết già lưng thẳng hành thiền được quý vị. Chúng tôi gặp cái này, chúng tôi gặp rất là nhiều người, có những vị tu nữ xưa chúng tôi không biết quý vị, chúng tôi không có biết, nhưng mà do một phần đó là chúng tôi cũng được cái duyên lành đó, là khi mà mình ở gần với Hòa Thượng Giác Chánh trưởng lão đó, thành ra mình ở gần với Hòa Thượng, thành ra cái tiếng đó nó được lan ra ngoài đó. Thành ra có những chúng tôi, khi mà chúng tôi gặp những bà tu nữ mà tu hồi cái thời mà lúc mà Hòa Thượng còn trẻ là ba mấy tuổi đó, thì chúng tôi ngồi nói chuyện với những cái cô tu nữ đó, chúng tôi hỏi xong giờ không hành thiền nữa đi, không hành thiền nữa đi, qua bố thí như vậy, qua cúng dường như vậy, già quá rồi thôi ở hành thiền đi, lỡ vô thường nó đến. Thì quý vị biết mấy cổ nói sao? Giờ hành không nổi nữa sư, lúc trước còn trẻ là
hành tứ niệm xứ, hành tứ niệm xứ rồi. Hồi lúc mà con còn trẻ là sư biết không, là các vị trưởng lão là dạy là niệm thân là niệm thân, mà hễ mà dạy niệm tâm là niệm tâm, dạy niệm thọ là niệm thọ. Mà giờ con hỏi sư, bây giờ con 80 mấy tuổi rồi, sư kêu con niệm thân niệm thọ con niệm đâu có nổi. Thành ra bây giờ con phải chặt ráng, ráng để dành được một chút trái cây, một chút si rô gì đó con đem con cúng dường cho sư làm con tạo thêm phước. Thì chúng tôi nói ra ở cái điều này đến chi vị, là có nghĩa là không phải là lúc nào mà chúng ta cũng cũng đủ cái sức khỏe, đủ cái tinh thần để mà chúng ta ngồi đó mà chúng ta kiết già lưng thẳng để mà hành thiền hết. Có những lúc chúng ta mệt, cái người của chúng ta nó mệt lắm quý vị. Quý vị thì chắc có lẽ quý vị có nhiều khi do quý vị bận công việc nhiều quá, quý vị kiểm lại không được. Chứ đôi lúc đó, quý vị biết đó, chúng tôi rất là muốn hành thiền, nhưng mà cái giờ hành thiền á, là nó cận với cái giờ của lớp học. Thành ra cái tâm mình nó bị chi phối. Thành ra mình biết được những cái trạng thái đó nó rất là khó chịu, rất là khó chịu khi đó. Đó, thành ra quý vị trở lại tiếp tục mình trở lại với cái bài học này á, thì quý vị thấy rằng là coi như là Kê Ni Giá đã nhắc cái ghế ngồi thấp hơn Đức Phật để tỏ lòng cung kính Đức Phật. Rồi khi đó Đức Phật đã tùy hỷ công đức phước báo của Kê Ni Giá bằng những cái bài kệ. Đức Phật nói đối với cái sự tế đàn là tối thượng, nhưng mà đối với cái sự mà cúng dường này nó là tối thượng hơn, nó tối thượng hơn nữa. Đức Phật nói lên nhiều cái bài kệ, nhiều cái bài kệ nói về cúng dường chư tăng thật tối thượng. Với những ai bố thí tâm mong ước nguyện cầu hái nhiều công đức, chúng tăng là thật tối thượng ở đời. Đó thì khi mà Đức Phật của chúng ta đó, ngài nói lên cái lời tùy hỷ đó rồi, thì đối với tôn giả Kê Ni Giá rất là hoan hỷ. Rồi lúc bấy giờ thì sau khi thọ thực xong đó, thì Đức Phật cùng với chư tăng đã trở về. Rồi cái nhóm của tôn giả Xê Lá cùng với hội chúng của các ngài đó thì đã tinh tấn sống an tịnh, có nghĩa là sống ở một cái trú xứ thanh vắng an tịnh, không có phóng dật mà nhiệt tâm cần mẫn. Và không bao lâu tôn giả chứng được mục đích tối thường mà các thiện nam tử mục đích của các thiện nam tử đã từ bỏ gia đình để mà sống cái đời xuất gia, đó là vô thường phạm hạnh ngay trong hiện tại đó. Thì lúc đó các vị này đã trở thành vị A La Hán. Hội chúng của tôn giả Xê Lá và cái hội chúng của tôn giả đã trở thành những vị A La Hán, là đã đoạn tận được lậu hoặc đó. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong bài kệ này cho chúng ta thấy rằng mình có gieo cái duyên lành là thiện pháp, mình có nghe giáo pháp, mình từ đó mình mới hiểu, mình mới cung kính Đức Phật, cung kính chư tăng. Do vậy đó mà nó sẽ làm cái duyên lành, có nghĩa là nó làm cái hạt giống cho mình. Đời nào mà mình sanh lại được làm người, mà mình nghe Bút Thô, Bút Thăng, Bút Thá, Thâm Má, Thâm Mô, Thâm Măng gì đó, Săn Khăn, Săn Khá gì đó, là chúng ta có một cái sự rúng động. Rúng động ở đây không phải là sợ sệt, mà chúng ta rúng động, chúng ta muốn đi liền để mà gặp Đức Phật, gặp giáo pháp, hoặc là gặp tăng chúng, gặp chư tăng. Đó, thành ra là những cái điều đó mà chúng ta có được là do đâu? Do ngày nay chúng ta có cái sự tu tập, ngày nay chúng ta có cái sự tu tập, thành ra nó sẽ là cái duyên lành. Mai sau chúng ta sẽ giống như những cái vị mà ở trong kinh điển mà chúng ta đã từng được nghe, hoặc là chúng ta đã từng được học, là do cái công đức mà chúng ta tích lũy phước lành. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong cái bài học ngày hôm nay thì chúng tôi đã cố gắng để mà trình bày. Bài thì do bài dài, khi mà đọc là đúng 8:29 và chúng tôi cầm mic lên, chúng tôi thuyết giảng tới đây là 9:31 rồi, cũng vừa đủ thời gian, tuy rằng còn thiếu một hai chi phần, cũng như là giống như là hỏi ai là cái người mà vận chuyển xe pháp sau ngày
là ngài Sariputta đó, thì cũng thiếu một hai chi phần thôi. Do vậy quý vị cũng thông cảm. Bây giờ còn lại nửa tiếng để chư tăng thảo luận. Con xin dâng phước này đến chư tôn đức tăng, kính chia phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài. Dạ, và con cũng dâng cái phước này đến Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Ân Sư Giác Chánh. Mong ngài nhận cái phước này để tiếp tục bổ túc ba la mật, chấm dứt sinh tử luân hồi. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, thưa quý thân, đời thông tin. Thưa tôi siêu, không biết thưa tọa có còn ở trước máy không? Nếu thưa tọa tôi siêu còn mấy được xin thân thưa tọa hoan nghị trả lời câu đầu tiên. Mà thưa tọa tôi siêu, trong câu trả lời của Đức Phật á, thì khi mình sẽ hỏi về Đức Phật, thì Đức Phật ngài dạy như vậy là cần biết, ta đã biết, cần tu, ta đã tu, cần bỏ, ta đã bỏ, do vậy ta là Phật. Ôi tôn giả phạm chí, thì tôi sẽ có thể giảng sơ thế nào là cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu, và cần bỏ ta đã bỏ không? Cái thỉnh thưa Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư tôn đức, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái ý nghĩa này chúng ta rất là quen thuộc. Pháp cần biết, ta đã biết. Chữ biết ở đây đó, tức là pháp cần phải biến tri. Chẳng hạn như là đối với chân lý về số, đó là pháp cần phải biết. Pháp cần biết. Ngài đã biết. Parinyaya Thamma, ngài đã biết. Parinatang, còn cái pháp cần phải tu, cần tu ta đã tu, tức là khổ diệt hành lộ thánh đế, hay gọi là đạo đế, tức là bất chánh đạo, là pháp cần phải tu tập. Còn pháp cần phải bỏ, ngài bỏ. Đây tức là chỉ cho khổ tập thánh đế.
Thực ra thì lấy một cái pháp căn bản để chúng ta nghe và hiểu. Chứ khi mà nói đến pháp cần biết, cái điều cần biết ta đã biết đó. Cần tu ta đã tu, cần bỏ ta đã bỏ, do vậy ta là Phật. Thì cái này thưa quý vị, nó có ý nghĩa đặc biệt. Mà chúng ta gặp rất nhiều trường hợp. Thí dụ như danh sắc cũng là pháp cần phải biết. Chỉ và quán là pháp cần phải tu tập. Vô minh và hữu ái là pháp cần phải bỏ, cần phải trừ. Ở đây có nhiều ý nghĩa. Khi mà chúng ta muốn đề cập đến một cái pháp nào thì chúng ta giảng ngay cái pháp đó, trình bày ngay cái pháp đó thôi. Ở trong cái bài kinh Thập Thượng, trong bài kinh Thập Thượng mà tôn giả Sariputta ngài đã thuyết đó, Abhinyayam, Abhinyatam, Phavetapen, Tapencha, Phavetam, Pahatapam, Pahinam, Me, Tasma, Putho, Asvi, Brahmana. Thì ở trong bài kinh Thập Thượng, khi mà nói đến cái pháp gọi là Abhinyayam, tức là pháp cần biết, thì có nghĩa là pháp cần thân tri. Ở trong đó ngài nói từ một pháp cần phải bớt tăng tri cho đến nhiều, cho đến mười pháp cần phải tăng tri. Phavetappang, Phavetappa Thamma là pháp cần phải tu tập. Thì ngài nói từ một pháp cần phải tu tập cho đến mười pháp cần phải tu tập. Rồi Pahatappang là pháp cần đoạn trừ. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài thuyết từ một pháp cần phải đoạn trừ như Asimana, ngã mạn, cho đến mười pháp cần được đoạn trừ, vân vân. Nó có nhiều lắm thú vị. Ở đây thì chúng tôi chỉ nói về cái vấn đề tứ đế thôi. Bởi vì những cái pháp đó Phật tử chúng ta thường nghe là chúng ta hiểu biết được một pháp, chúng ta có thể suy ra các cái pháp khác. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi câu thảo luận số 1 của Thượng Tọa Giá Đắng vừa nêu. Không biết là nãy giờ nói chuyện quý vị có nghe rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Vì cũng như ngày hôm qua là khi mà
Chúng tôi nghe thì chúng tôi nghe đứt đoạn, nhưng mà đến chừng nói thì quý vị có thể nghe được nhiều, nghe được rõ. Xin thỉnh Thượng Tọa Giáo Đoàn trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Sao tôi kính Thượng Tọa Thầy Siêu. Mà Thượng Tọa Thầy Siêu qua bài kinh thông qua hôm nay và ở trong những bài kinh tới mà nói về các vị Bà La Môn đó, thì không biết Thượng Tọa đọc trong kinh điển á, Thượng Tọa có cảm nhận phần nào là cái sự quen thuộc của một số khái niệm mà từ Bà La Môn giáo mà liên quan đến Phật giáo không? Ví dụ như là danh từ Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, hay là Đức Như Lai, hoặc giả là ở trong trường hợp là danh từ Phật chẳng hạn, hay là 32 đại trực khu tướng, thì tôi có nghĩ rằng những khi từ vựng Phật giáo á, có khi hiểu khác một chút, nhưng mà thật sự rất là quen thuộc với các vị Bà La Môn, nhất là những vị mà tương đối là có học nhiều. Thì tôi có nghĩ như vậy không? Xin thỉnh Thượng Tọa quay trở lại. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử, nói đến những cái danh từ trong kinh điển, danh từ Phật học trong kinh điển, thì chúng ta cần phải biết rằng là vì đối với chúng ta, sống xa Đức Phật về thời gian không gian, cho nên khi nghe những cái từ Phật học có một số người họ lấy làm lạ lẫm. Nhưng mà ở bên Ấn Độ thì cái văn hóa thuộc về kinh điển Phệ Đà của Bà La Môn giáo ở trong đó chứa đựng rất nhiều cái từ ngữ mà nó liên hệ đến triết học tâm linh. Và sau này khi mà Đức Phật ngài xuất hiện ở đời, thì ngài dùng cái thứ văn hóa này với những từ ngữ này chỉ minh định lại cái ý nghĩa đó thôi, minh định lại ý nghĩa cho nó chuẩn. Chẳng hạn như những từ Samo, Samana, trước khi Đức Phật xuất hiện, người ta cũng gọi các vị tu sĩ là những vị Samo. Mà sau khi Đức Phật ngài xuất hiện ở đời, thì ngài dùng cái từ Sa môn là để chỉ cho các vị tỳ kheo. Và ngài chỉ, ngài minh định cái ý nghĩa để biết Sa môn tức là bậc tịnh giả Samana, là người thân hành an tịnh, khẩu hành an tịnh, ý hành an tịnh, vân vân. Hoặc là những cái từ như là dứt thân, tức là tế đàn ở
Bà La Môn Giáo cũng dùng xài, nhưng mà khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp, nếu có người hỏi Ngài có những cái tí đà nào nó có lợi ích, thì Đức Phật Ngài giải cho nghe cái tế đàn như là quy y, giữ giới, các chùa vân vân, các chùa cho tăng chúng tứ phương, thì cái đó là những cái tế đàn mà nó không có cầu kỳ nhưng mà nó có nhiều cái lợi ích. Đức Phật Ngài sử dụng từ đó. Và ở đây xuyên qua các cái bài kinh này, chúng ta thấy những cái từ mà như Đức Phật hay là Thế Tôn, những từ đó ở trong kinh điển Bà La Môn Giáo vốn đã có rồi. Cho nên ở đây, đối với những vị Bà La Môn, khi mà họ bạch hỏi Đức Phật về những cái nghĩa lý pháp, thì ở Bà La Môn nào cũng có thể dùng những cái từ ngữ mà chúng ta gọi là những từ ngữ Phật học để bạch hỏi Đức Phật. Nhưng mà kỳ thật thì những cái từ ngữ đó đã được có ở trong kinh điển Bà La Môn Giáo sẵn rồi. Bây giờ họ đem hỏi Đức Phật đó, thì Đức Phật là chỉ cần minh định cái ý nghĩa chính đúc. Và Ngài thường nói rằng là các Bà La Môn cổ xưa khi mà dùng từ này là để họ ám chỉ ý nghĩa này, chứ không phải là ám chỉ ý nghĩa như mà các ngươi đang dùng xài, đúng không? Là phân tích thì nghe. Và họ đã hiểu được. Bởi vì quý vị thấy những người Bà La Môn này khi mà đến nghe cái Phật thuyết pháp, họ hiểu rất là nhanh. Là bởi vì họ có cái căn bản, họ thuộc lòng, họ nhớ biết những cái từ ngữ đó. Nhưng mà tại vì họ không hiểu nghĩa một cách là đúng đắn, hiểu sai lệch, đến khi mà người ta, đến khi mà Đức Phật Ngài chỉnh sửa lại, minh định lại ý nghĩa, thì lúc bây giờ họ sẽ dễ dàng giác ngộ. Chứ còn như đối với những người xa lạ ở xứ biên địa hay là những người ở phương Tây thì chẳng hạn, đối với lúc ban đầu họ học Phật, họ rất là khó khăn, trở ngại, gặp trở ngại khi những cái từ ngữ Phật học đó, đối với họ ở trong cái ngôn ngữ đời sống hàng ngày của họ gần như là không có, nên họ phải đi vay mượn để mà dùng xài, để mà dịch ra Phật ngôn. Do đó chúng ta phải biết rằng là cái ngôn ngữ, tín ngữ, văn hóa ở trong kinh điển Bà La Môn đó có nhiều từ rất quen thuộc với Phật giáo. Ở đây chúng ta không nói là nó tương đồng, mà là rất quen thuộc. Và một phần câu hỏi thì người Giáo đã hỏi rằng là
Đây có phải là lợi điểm trong cái sự hoằng hóa Phật pháp hay là trở ngại? Thưa quý vị, có sự trở ngại nhưng mà ít thôi, còn phần lớn là lợi điểm. Lợi điểm như thế nào? Vì cái vốn từ ngữ mà quần chúng Ấn Độ lúc bấy giờ họ đã biết đến, bây giờ chỉ cần chỉnh sửa lại ý nghĩa theo pháp của Đức Phật. Đức Phật này chỉnh sửa lại cái từ ngữ, họ nghe, họ hiểu, họ thấy hợp lý. Hợp lý hơn là cái từ đó họ chỉ được biết đọc ở trong kinh điển. Cho nên thường thì sau khi Đức Phật này tuyên bố thì họ nghe, họ hiểu và họ đã hoan hỷ rồi. Chỉ có một vài cái trở ngại là gặp những người mà họ quá rành rẽ, như các vị Bà La Môn mà họ rành rẽ kinh điển và họ có cái biện tài rành rẽ kinh điển, vị đà của họ đó, vị đà của họ. Thì khi Đức Thế Tôn hay các vị tôn giả đệ tử của Đức Phật mà thuyết pháp dùng xài các từ ngữ đó thì đối với các người đầy họ xem thường, họ cho rằng những cái vấn đề đó, họ những cái từ đó, ý nghĩa đó họ đã biết. Bởi vậy Đức Phật và chư vị tôn giả đệ tử của Đức Phật khi ngài thuyết pháp là phải nói ngài có trình độ cao hơn và có trí tuệ đặc biệt hơn hơn họ, ngài mới dẫn dắt họ đi vào cái nẻo đúng được. Và cái chuyện đó là chúng tôi gọi là một cái, nó cũng có phần trở ngại thôi, chứ còn phần lớn thì nó thuận lợi cho ngài. Còn như Phật tử chúng ta bây giờ, có nhiều người họ đi đến chùa lần đầu tiên để học tìm hiểu Phật pháp, lúc đó chư tăng phải giảng giải, họ nghe những cái chỗ họ không hiểu gì cả, rồi mình phải giải thích cho họ từ từ họ mới hiểu. Khi mà họ đã quen thuộc với Phật giáo, họ mới hiểu những từ ngữ trong Phật học. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giá Đẳng vừa nêu Nam Mô với Thầy. Sa thủ kinh dân là thượng tọa chư, bạch chư thông đức và thưa quý Phật tử, còn vài phút ở cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được bước qua một phần khác của chương trình đặc biệt. Như chúng ta đang biết là đời của đại dịch, và hôm nay thì đại dịch đã lan rộng khắp nơi trên thế giới, hơn 1 triệu người đã được xác nhận là có dương tính Corona, tức là bị lây nhiễm. Nhưng mà con số này rất nhỏ so với những số người thật sự bị lây nhiễm bởi chưa có kiểm nghiệm đầy đủ. Tất cả các chuyên gia đều đồng ý rằng trong 2-3 tuần lễ sắp tới thì lây nhiễm sẽ khốc liệt hơn nhiều và số người chết sẽ tăng cao trước khi mà có cái dấu hiệu chậm lại. Như vậy, cũng mong rằng tất cả chư tôn đức và quý Phật tử nên cẩn thận, đừng xem thường. Chúng ta biết rằng ở trong hoàn cảnh hiện nay đó, thì cái số người mà gặp khó khăn nhiều nhất đó là những số người lợi tức thấp, tức là họ phải sống bằng những công việc công nhật hàng ngày. Đây là vấn đề rất là khó khăn, bởi vì những người mà kiếm cái sinh kế hàng ngày thường không có nhiều tiền để mà dự trữ, và khi gặp hữu sự đó thì gần như là nếu họ ở nhà thì không biết lấy gì ăn bây giờ. Dạ, đó là vấn đề. Cũng có thể từ cách ly nó sinh ra bạo loạn,
từ việc cách ly nó tạo ra những khủng hoảng về tinh thần. Ở mỗi một nơi thì có vấn đề khác nhau. Thí dụ ở Mỹ này, khi người ta khủng hoảng thì người ta uống rượu, rượu rất nhiều. Và khi người ta uống rượu thì người ta dễ có những việc làm mà không có, người ta không có tự chủ được. Hay hoặc giả là sự kỳ thị nặng nề đối với người Á Châu. Khi chúng ta đi ra ngoài đường, phải cẩn thận cả hai mặt. Và thứ nhất là cẩn thận để giữ cái giãn cách, tức là giữ cái khoảng cách xa của, giữa giữa cái người này với người kia đã định rồi. Một việc nữa là chúng ta cẩn thận đề phòng có những cái sự tấn công bất ngờ, tránh bớt sự va chạm đối với những người mang tính kỳ thị. Mình nên cố gắng đừng gây gổ với người ta nếu không cần thiết. Và rồi một điều nữa rất là cần là hiện nay người ta thấy rằng sự lây lan phần lớn không chỉ có ở trong cái không khí mình thở, mà còn là những cái thứ mà mình mang ở ngoài đường về nhà, ví dụ như những cái bao thực phẩm, những cái bưu kiện gửi đến nhà, v.v. Vi trùng có mặt ở khắp nơi hết, thưa quý vị, nên chi phải rất cẩn thận những gì mang vào trong nhà. Thuốc sát trùng nên mua nhiều, và những cái gì mà gọi là disinfectant, tức là những loại mà vừa xịt hay là lao bị sát trùng. Và hai cái thứ mà sát trùng có thể tạm dùng được nhưng mà cũng rất là hữu hiệu, đó là nước tắc pha với nước lạnh. Một phần nước tắc, 5 phần nước lạnh. Ví dụ như một ly nước tắc thì pha 5 ly nước lạnh vào và đủ để sát trùng. Còn nếu không thì dùng alcohol hay là cồn. Alcohol phải trên 70 độ mới có thể sát trùng được. Nói chung thì hiện nay những thứ này có thể mua được, có thể một phần nào đó có thể mua chỗ này chỗ kia, thường xuyên sát trùng. Điện thoại cầm tay của chúng ta, những cái thứ thường mang vào trong nhà, kể cả giày dép, cả bao bì v.v. nên rất là cẩn thận. Mong rằng mỗi buổi chúng ta sẽ đặc biệt rất là cẩn trọng về điểm này. Nếu quý vị sống ở Hoa Kỳ thì chúng ta nên lưu tâm một điều rằng chính phủ Hoa Kỳ không có đánh giá đúng mức cái sự quan trọng của khẩu trang. Đây là vấn đề mà càng ngày người ta càng nhận ra. Người ta cứ nói là khẩu trang không có quan trọng. Chúng tôi thưa quý vị là rất đơn giản, nếu khẩu trang không quan trọng thì ở tại các phòng bác sĩ, các bệnh viện không ai dùng khẩu trang làm gì. Và nói khẩu trang không quan trọng trong chuyện truyền nhiễm thì đó là một cách nói rất là sai lạc. Và điểm thứ hai đó là nếu khẩu trang không quan trọng thì tất cả những cái nước quan trọng trên thế giới khác, ở Âu Châu hay ở Á Châu, người ta không đổ vô khỏi đi mua khẩu trang như vậy. Thì người ta nói có một lý do mà chính phủ Hoa Kỳ còn giấu dân chúng, không có nói là khẩu trang quan trọng, bởi vì người ta không muốn rằng dân chúng mua khẩu trang khiến cho các bệnh viện bị cạn kiệt khẩu trang và bị cạn cuộc kiệt. Thì dù sao đi nữa thì chúng ta rất nên mang khẩu trang. Từ từ á, và từ từ có thể là trong vài ngày nữa đó, thì người ta sẽ kêu gọi mọi người mang khẩu trang, nhưng mà lúc đó đã quá trễ. Chúng ta nên nhớ một điều trong lòng là trong cái việc chống đại dịch này, chính phủ Hoa Kỳ đi rất chậm, rất sau tất cả các quốc gia khác về phương diện chống đại dịch. Chỉ có một điều người ta làm, đó là đưa ra một gói kích thích kinh tế 2.000 tỷ là sớm, đó là việc rất là tốt. Còn ngoài ra, từ vấn đề những cái dụng cụ bảo hệ hộ, những cái dụng cụ y tế vân vân, tất cả nữa, chúng ta đều bị chậm trễ bởi vì cái thái độ ơ hờ, thái độ thiếu cái phản ứng nhanh chóng, và nó sẽ tạo nên sự bùng phát mãnh liệt bởi vì rất là thiếu thốn. Nên chi cho dù rằng có nhiều người nói rằng mang khẩu trang không lợi ích gì, nhưng mà hiện nay có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng sự mang khẩu trang rất là cần thiết. Nên chi chúng ta đặc biệt phải rất là cần. Xin được đại lễ chi tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính chúc tất cả quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chi tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con hành trình tu tập, hầu mong đem lại
an lạc sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lúc học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình.